về nơi cao, tự hỏi vì sao bầu trời rộng lớn muôn vàn ước ao, để cho ta đắm chìm ngoài đại dương, ngoài biển khơi, ngoài kia tia nắng vàng khắp nơi và cơn gió gọi người. Bao lâu nay ta khao khát đến khu rừng núi đồi, bao lâu nay ta khao khát bước chân giữa trời, nên hôm nay ta nắm lấy những ước mơ đã lớn rồi. Thế giới đó, nơi xa đó sẽ luôn tuyệt vời. There's a house we can build, every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to the world that we desire. Những giờ thể dục. Bạn ấy tử tế hơn vì bạn ấy trưởng thành hơn. Mà trưởng thành hơn thì bạn ấy càng làm nhiều việc tử tế hơn. Ví dụ như bạn ấy chủ động kèm em, dạy em, thậm chí kiên trì và nhẫn nại với em ấy. Thì đấy cũng là một sự tử tế. Khi con bước vào lớp 1, con đã trưởng thành rất nhanh, từ sinh hoạt, từ ý thức, tổ chức kỷ luật cho đến cái tự lập của con đều được thay đổi hoàn toàn trong môi trường sinh hoạt mới. Tôi rất vui mừng khi thấy con mình ngày càng lớn khôn và trưởng thành. Trong thời gian tôi cho con học tại trường Tuệ Đức, tôi cũng luôn ủng hộ những gì mà nhà trường đã định hướng cho các con. Tôi thấy các con không những được học về kiến thức mà còn được học nhiều về phương pháp tư duy cũng như là kỹ năng sống. Năm vừa qua thì bố đánh giá con là một người thực sự mà nắm bắt cũng
khá là tốt, con có sự tiến bộ khá là tốt, cái tinh thần tự giác hoàn thành những cái bài về bài bài tập về nhà cũng như là hoàn thành những kiến thức của con, là cũng thấy con khá là tốt. Tiên, tôi xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo của trường Xanh Tuệ Đức, bởi vì sự tận tâm, sự hết mình, sự cố gắng nỗ lực ngay như bây giờ khi mà giãn cách vì dịch thì các con phải học online, và tôi cảm nhận được rằng là cái sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô giáo còn nhân lên gấp độ. Sau mỗi buổi học thì các thầy cô giáo luôn dành thời gian để update về thông tin, tình hình học tập của các con để các phụ huynh được yên tâm. Và khi bài ra bài tập về thì chữa bài cũng như là rất là sát sao với các con ạ. Về cái phương pháp dạy ở trường thì tôi rất là thích, bởi vì ở trường thì dạy theo cái phương pháp là kiến tạo, bởi vậy là các con được thỏa sức vừa học vừa chơi mà lại hiểu bài rất là sâu sắc. Còn khi kỷ luật thì rất là tích cực ạ. Và chúc cho Tuệ Đích của chúng ta phát triển hơn nữa, vững chãi hơn nữa và thành tựu hơn nữa ạ. Trưởng thành hơn là như thế nào? Trưởng thành hơn tức là mình thấy rằng là con giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn. Giúp đỡ ba mẹ nhiều hơn từ cái việc là khi mà dùng xong bữa trưa hay là bữa tối thì con luôn là người dọn dẹp, rửa bát, lau nhà cửa. Có niềm vui sẽ là những giây phút chứng kiến con mình trưởng thành, lớn lên từng ngày trong môi trường giáo dục nhân văn với những giá trị chân, thiện, mỹ, trí. Mẹ cảm thấy rằng là con đã có rất là nhiều tiến bộ, con đã cố gắng để có thể đạt được kết quả tốt trong năm học vừa qua. Con em từ chỗ là nghịch ngợm bướng bỉnh thì nay con đã rất là ngoan ngoãn nghe lời và luôn khởi tâm như làm những cái việc tốt, sẻ chia cùng với tất cả mọi người để làm cho mọi người để thực sự là khi mà ai gặp được con, đặc biệt là ông bà ngoại, khi mà cháu vừa về hè thì ông bà ngoại cảm thấy rất là hài lòng, bởi vì sau một thời gian ngắn mà con cháu với ngoại có thể thay đổi một cách rất là ngoạn mục như vậy. Và một lần nữa thì em không biết nói gì hơn, xin trân trọng gửi đến ban lãnh đạo nhà trường những lời cảm ơn sâu sắc. Chúng tôi yêu và nhớ trường Xanh Tuệ Đức thân yêu. Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ và sẽ hy vọng trường Xanh Tuệ Đức sẽ có các lớp học cấp 3 để con của chúng tôi được quay trở lại trường để rèn luyện tiếp, trưởng thành trong thời gian tới ạ. Yêu và nhớ trường Xanh Tuệ Đức nhiều. Bye bye. Và điều tâm đắc nhất của mẹ đấy là ở cái trường Tuệ Đức là trường đã dạy cho con biết về sự tử tế. Điều đấy là hết sức cần thiết để các con có được một tâm hồn đẹp. Bản thân về phía gia đình xin gửi lời tri ân tới